Còn tới 7 tháng nữa mới diễn ra kỳ tổng tuyển cử ở Anh, nhưng các đảng phái của nước này ngay từ bây giờ đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử và nhà đầu tư thì đã bắt đầu lo lắng. Số 7 thường là con số mang đến sự may mắn. Và may mắn là điều mà các đảng phái chính trị ở Anh đang cần trước kỳ tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5 năm sau. Vào thời điểm này, các nhà đầu tư đã bắt đầu lo lắng. Sự trỗi dậy của đảng chống EU, UKIP ở Anh đang là một câu hỏi lớn cho các đảng phái còn lại. Chắc chắn sẽ có những sự xáo trộn lớn trong quốc hội. Nếu như đảng xã hội thắng thế, chúng ta sẽ phải chứng kiến nhiều sự sụp đổ của các ngân hàng. Còn nếu như đảng bảo thủ thắng thế, thì sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu có ở lại EU nữa hay không. Trước đó thì thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố rằng nếu như tiếp tục tại vị thì ông sẽ mở một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2017 về việc có nên ở lại EU hay là rút khỏi liên minh EU. EU và Anh đang mâu thuẫn về việc người dân từ các nước nghèo hơn đang nhập cư ồ ạt à vào Anh. Trong một cuộc thăm dò ý kiến mới nhất thì đảng bảo thủ đã nhận được 35% sự ủng hộ của người dân. Trong khi đó thì đảng lao động đối lập nhận được 34% sự ủng hộ. Đây là những con số gây áp lực cho cả hai phía, đồng thời cũng là một điều cần phải dài chừng đối với đảng UKIP mới nổi. Về phía thị trường, các nhà đầu tư lo lắng rằng nghị trường xáo động sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá đồng bảng Anh và các loại tài sản.